Bây giờ tao đang nghiêm túc cắt lừa mày nhá. Hôm đấy em có đi ba. Thế giờ để em tiếp xúc với cô ba nhà anh thôi. Vợ chồng Cao Sơn và em cùng cũng phải về một nhưng mà nó nguy hiểm. Cho em ngủ nhầu luôn thôi. Đi về. Nhanh. Đùa. Còn tao hiện tại làm gì có chuyện tự nhiên lại bị dính Covid. Đấy thành ra bây giờ từ hôm qua giờ thành ra mình cũng là người bị mọi người xa lánh ạ, vì mình là chồng nó nên là mình nằm cạnh nó mà mình lại test không ra, nhưng mọi người vẫn sợ nên cứ xa lánh mình, đến kể cả ông Toạn nó cũng xa lánh mình. Đấy thì thôi hôm nay mình sẽ quyết định là mình sẽ phải về nhà mình làm rõ chuyện. Đấy đây như mọi người nhìn đây, từ hôm qua giờ mình vẫn bộ quần áo này. Đấy tắm không dám tắm, về nhà đánh răng rửa mặt không dám về, vì bây giờ cái phòng vệ sinh các thứ trên tầng 2 là của riêng của Diễm rồi anh em ạ. Đấy thì tôi hôm nay mình sẽ về, mình sẽ làm rõ và mình sẽ quay cho em xem tình trạng của Diễm hiện tại nhé. Ok, đây anh em theo mình. Đó ok anh em ạ, thì từ hôm qua giờ là mình phải chạy đi ra hiệu thuốc liên tục anh em ạ. Đấy, vì mọi người cũng biết rồi, dương tính Covid là hết thuốc này đến thuốc hộ. Bệnh này bệnh nhỏ anh em ạ. Đấy, thằng Nga, đấy, bây giờ mình sẽ phải lên gặp nó và mình phải đeo khẩu trang anh em ạ. Nói chung là đeo khẩu trang thôi, nhưng mấy cả ngoái là gần, nhưng mình không còn gần đâu anh em ạ. Vẫn phải có một cách. Dạ mày. Mày cứ tắt điện cái đi tới đây. Cứ tắt điện đây đi. Ừ. Tao mày cách xa nhau. Đấy, thuốc anh mua cho đấy. Mày ra chạy đi à? Mày ra chạy đi à? Đi vào đây hộ. Mày bị điên à? Về là nha. Tao thấy hộ. Mày nghe mẹ nó mới giọng như nhà mình. Con này. Rồi, chờ từ người tao nói chuyện. Về là nha. Mày đứng ngồi xuống đấy. Tao mày hôm nay nói chuyện rõ ràng luôn. Vuông nét luôn. Nope. Thế về là nha. Anh thật là thời gian vừa qua anh tiếp xúc ở đâu? Tiếp xúc với thằng Lào mà để bị dính Covid, mà tại sao cả nhà test không lên mà mày lên? À. Xin lỗi. Bây giờ tao đang nghiêm túc cắt lừa mày nhá. Hôm đấy em có đi ba. Thế giờ để em tiếp xúc với cô ba nhà anh thôi. Ba. Ừ. Thế rồi. Mày đang giấu anh. Chúng tao đang nghiêm túc đấy, tao không đùa mày đâu. Bây giờ tao cho mày thành thật nhá, chứ không có lý nào mà cả nhà không bị mà mày lại bị. Mà trong khi bọn tao là người đi rất là nhiều, mà bọn tao không dính mà mày lại dính. Hả? À. Anh đi mà hỏi, anh sao chứ được. Mày cũng biết là mày khiến tao từ qua giờ ăn ngủ không yên, ngủ không chỗ ngủ, tắm cũng không dám vào phòng để lấy quần áo tắm, đánh răng hôm nay cũng không dám vào phòng để xin để đánh răng. Bây giờ nhá, chọn ngay cái dòng bộ quần áo nào đẹp đấy nhá, từ hôm qua chưa tắm rồi, lên. Điên à, đừng. Hả? Nó bị nó ấy không được động. Em chưa hết. Không động vào. Tất nhiên là không động. Để tí nữa tao động, ai, không động bộ quần áo tao, để đấy. Nhá, tí nữa ấy, hút ra ngoài hành lang kia đứng, để tao vào tao lấy quần áo, được chưa, quần áo. Còn cái chuyện này tao không bỏ qua đâu nhá. Tao đến giờ tao biết là tối nay tao chưa biết tao ngủ đâu đâu nhá. Tại mày mà bây giờ ảnh hưởng tao tướng qua giờ, xong rồi tao cũng chạy như chó rồng một liều. Đấy, hết thứ này như thua. Mày kê con mẹ luôn một loạt thì để tao đi một thể. Cứ hôm nay muốn tao phải mai muốn thế kia. Mày thấy nhục chưa? Bây giờ mày vừa xa, mày khác gì mày bị cách ly khỏi xã hội chưa? Con không được gặp này, chồng không được ở cạnh này. Thế thì bây giờ mày khác gì mày sống như một con tự kỷ không? Mày cũng biết là vì mày mà liên lụy cả tao. Bây giờ tao ra ngoài, này, thằng Toại đây, nó cũng chỉ dám đứng xa tao, không ngờ dám cả tao. Đấy, thấy chưa? Ra ngoài nó cứ gọi thằng F1 kìa. Ở đây có F1 rồi, F3, F2 di chuyển đi. Nói với tao. Chịu. Nói nhiều. Thôi, nói chung ấy, đợi mày khỏi xong ấy tao tính sổ mày sau nhá. Và bây giờ, cút vào phòng nghỉ ngơi đi. Cái cung hồn à? Đóng cửa vào. Đóng cửa vào nhanh lên. Đây Covid bắn hết ra ngoài rồi. Nhốt Covid trong phòng mày lại. Cút đi.
Không được à? Yêu anh. Đó, ok em. Thì thôi, cuộc sống của mình từ giờ mấy hôm nữa có như nào mình sẽ lại ghi hình em xem nhé. Và tối nay mình cũng chưa biết ngủ đâu. Đấy, thì có như nào mình sẽ lại ghi hình em xem. Đây. Ok em ơi, thì hiện tại bây giờ là gần 12 giờ rồi anh em ạ. Đấy thì mình vẫn lang thang trong vai, vẫn chưa biết là mình ngủ đâu. Ai còn gọi này mình vẫn đang bên quán. Đấy thì mình đang phân vân là thôi, nói chung là bây giờ mình sẽ phải đi từng phòng để xin ngủ em nhé. Cái phòng mình là mình sẽ phải thôi rồi. Đấy vì Diễm nó bị rồi. Đấy thì bây giờ mình sẽ vào phòng đặt để xin anh ngủ cùng theo em cho. Nào đây. Chưa ngủ anh? Vẫn sớm ngủ gì? Chưa ngủ à? Sao đây làm gì tầm này? Về em mà xem còn chỗ không? Nope. Chưa ngủ nhờ không? Anh biết là anh chị đây là còn chỗ nào để ngủ nhờ? Giường xong thấy 3 người, 4 người ngủ mãi anh, thì chị đẩy vào em ra ngoài. Mày đi về với Diễm đi. Đây, em giường của anh chị ngủ tình cảm nhé mày. Mà đây làm gì? Diễm đang ép không, anh bảo em về ngủ nó đi. Để giết em. Em không có gì, tình cảm vợ chồng, xeo sơ mà ép không cũng phải về. Nhưng mà nó nguy hiểm. Ôm. Cho em ngủ nhầu không thôi. Đi về. Nhanh. Cuộc. Mày... Dở dở gương này. Đi về. Em về anh lệ tình cảm với anh em mình từ trước đến nay bao năm rồi. Bây giờ anh ngủ nhầu không anh cũng khó khăn gì. Thế á, tình cảm bao năm à? Bao năm nhưng lúc khác thì một tầm này là anh ngủ tình cảm với chị các thứ. Thì giờ mày ở đây thì làm sao là được gì? Làm gì khi là làm xong thì bây giờ em điên mấy hôm diễn nó bị mấy hôm khỏe thì em về phòng em sau hôm nay em sẽ ngủ nhờ đi hôm anh nằm xuống mày đi nhưng mà tình cảm vợ chồng như thế là nó ép không thì mày phải ép về cùng nó ép không chứ nói chung là mày thôi nằm như vào năm thế bây giờ có dạy không nope nhớ không không luôn không ừ. Là nhẹ không ưa nặng đúng không nhà anh đi vậy. Một là đi về, hai là sẽ còn mẹ ngủ nha. Không. Chưa hôm nay là không được. Ngủ đây tí, làm sao mà sao chứ phải. Mày ngủ đây, chính hình đây thì anh chị nào ăn được gì mà mày ngủ đây hả? Tặng hâm này. Đi về. Không thì xuống phòng mẹ ngủ. Không xong còn toại rồi. Làm sao? Anh nhớ mà đem. Chui chỉ ngon. Ừ, bà. Ừ. Thôi nhậu. Còn một phòng cuối cùng. Em cho em về sớm thế. Bố về. Ai bố mày? Ai bố mày? Ui. Đi ra. Đi vào đi ông. Chưa. Ui, anh có sao không? Cái gì? Anh làm cái gì đấy? Tao ngủ nhờ ôm, sao mà ngủ cạn đi nhỉ? Nói chung là mày cũng biết là Diễm đang bị Covid không, tao không phòng ngủ đúng không? Anh Đạt thì người yêu anh ấy là đang ở đây, đúng không? Anh đi ra. Thôi, tao nói chung là hôm nay tao quyết định rồi, tao sẽ ngủ nhờ ở đây. Thì em với thằng Bom biết tại ngủ đâu? Mày phải thằng Bom nằm võng, thần tội nằm bên anh. Đúng kìa, anh cháu nằm. Chắc chắn bị rồi. Tao chỉ gọi là tiếp xúc với F0 thôi. Còn tao hiện tại chỉ là F1 nhưng mà tao dương tính với Covid. Dương tính với Covid. Tao có nhầm, âm tính. Nope. Tao âm tính chứ tao không dương tính nhá. Em nói anh này. Nói đây. Bây giờ ấy là anh đã trao đồng với Diễm rồi. Mấy ngày mới phát bại nên anh ra khỏi phòng em này. Ôi, nói chung nói thôi, tao đã quyết định là quyết định tao ngủ đây rồi. Dậy đi. Chuyển đây! Chịu! Chủ giỏi! Mẹ ơi! Ôi khỏi gọi mẹ đâu! Mẹ không cho anh ở nhà, mẹ bảo anh đi đâu đi kìa! Ừ. Cầm ba lô đi đi! Tao bảo đừng mở nhắc phụ huynh nhá! Trời ơi! Mẹ ngủ không nhìn! Anh sao có mà ngủ? Không làm gì làm mới Diễm, anh yên tâm đi, ba ngày nữa em sẽ phát bệnh! Quá để ngủ chuẩn! Hay cho tao ngủ võng được. Dạ. Cho tao làm võng được. Đừng nói đúng cái mặt em bông. Kinh nhá. Chắc chứa anh nằm thì ai lắm nằm. Mày đừng có gọi là xa lánh F1 nhá. À, giờ mới ngủ đâu anh ạ.
Thôi, cho ăn mình cứ sang quán rồi tính nhau. Ngủ quán thì cũng không chung ngủ. Thôi, có gì mình xem hình tiêu em xem nhé. Ok, bao nhiêu?